Tập 39. Chó tình chưa? Bây giờ sao rồi? Họ đã bị trúng hàn khí, chỉ là không quá nghiêm trọng. Con không nghiêm trọng. Con đã sắp lạnh chết rồi. Con tiểu tử con, bình thường ta kêu con siêng năng tập luyện một chút mới có thể chống lại được hàn khí, con lại không chịu tập luyện. Cha đừng nói con nữa, chẳng phải cha cũng vậy sao? Thưa tướng, khí lạnh hàn băng trên người họ có cách nào trừ được hay không? Có. Hàn khí đã bị ép ra ngoài rồi. Đa tạ thừa tướng. Đa tạ thừa tướng. Không cần khách sáo, chúng ta đều là người nhà. Phải rồi, Lý tướng quân, các người làm sao thoát được? Chúng tôi đi theo Dương tướng quân ra ngoài. Dương Tiễn. Dương tướng quân biết ba người họ bị giam trong trận đó thì nó phải đi cứu họ ra ngay. Tôi nhất thời không thể ngăn cản được, cho nên đã để cho họ đi. Sao chỉ có ba người quay trở về, còn hai người kia đâu? Chúng tôi về rồi. Thưa tướng, Nhị công tử, tình hình sao rồi? Dương lão đệ, lúc nãy cũng may ngươi kịp thời tới đó, nếu không cả ba chúng tôi thật không biết bị giam trong trận đó bao lâu nữa. Chuyện đó đương nhiên, bởi vì chủ nhân tôi với... Ngươi đừng có nhiều chuyện. Khoan nói chuyện này đã. Lúc này các người đều bị nhiễm phải hàn khí trong trận, cần phải ăn nhiều những thứ có thể khử hàn. Lý tướng quân, ta sai vụ cán hầm ít canh gần cho mọi người. Mọi người mau vào trong uống canh cho ấm người đi. Đa tạ thừa tướng. Vậy Võ Thành Dương, chúng ta đi thôi. Được. Có phải thừa tướng muốn hỏi chuyện làm sao họ thoát khỏi hàng băng trận hay không? Tôi biết ngay là chuyện gì cũng không thể giấu được thừa tướng. Vậy Dương Tiễn, người mau nói đi. Thật ra bởi vì tôi có quen biết người bài trận. Huynh quen biết người bài trận sao? Cổ tên là Mộ Tiểu Điệp. Mộ Tiểu Điệp. Không ngờ mình có thể gặp lại Dương đại ca. Mình còn nhớ lúc đó cả hai còn ở trên núi. Cùng cô luyện công, tôi cảm thấy võ công của mình tiến triển hơn rất nhiều. Huynh tuyệt đối đừng nói như vậy. Dương đại ca, thật ra thời gian qua luyện được võ công cùng huynh, muội cảm thấy pháp thuật của mình tiến bộ rất nhanh. Kể ra thì còn phải cảm kích Thông Thiên giáo chủ sư phụ cô, ngài để chúng ta cùng nhau luyện công. Ngọc Đỉnh chân nhân sư phụ của huynh và Thông Thiên giáo chủ sư phụ của muội giống là bằng hữu thân thiết. Lần trước lúc muội đưa huynh tới gặp sư phụ muội cũng nói là người rất vui. Người còn nói người hy vọng sau này chúng ta có thể cùng nhau luyện công, dùng những gì đã học được so tài với nhau, hơn nữa còn có thể khích lệ nhau. Đúng vậy, mộ cô nương. Đừng có gọi muội là mộ cô nương nữa mà, nghe kỳ lắm. Vậy tôi gọi mộ cô nương thế nào đây? Huynh
Nếu như huynh đồng ý thì huynh có thể gọi muội là Tiểu Điệp. Được thôi, vậy sau này tôi sẽ gọi cô là Tiểu Điệp cô nương. Nói với huynh chán quá đi. Huynh đúng là con ngỗng ngốc. Ngỗng à, là Phượng Hoàng Bảy Màu. À, tốt quá rồi. Tiểu Điệp cô nương, cuối cùng chúng ta đã bắt được Phượng Hoàng Bảy Màu rồi. Tiểu Điệp cô nương, Phượng Hoàng Bảy Màu mà chúng ta vừa bắt được bay mất tiêu rồi. Muội, bây giờ muội sẽ đi bắt nó lại. Tiểu Điệp cô nương à, Phượng Hoàng Bảy Màu đó không biết bay đi đâu, đi đâu mà tìm đây? Tức chết đi được. Phượng Hoàng Bảy Màu theo đuổi bao lâu nay lại để cho nó bay mất rồi. Tiểu Điệp cô nương, nhìn nè, sợi lông này chắc là của Phượng Hoàng Bảy Màu kia vô tình làm rơi xuống. Phượng Hoàng bay mất tiêu rồi, để lại sợi lông này thì có ích gì đâu. Tiểu Điệp cô nương, tặng cô nè. Trăm cài tóc. Trăm cài tóc này đẹp quá. Cô có thích không? Ừ. Vậy bây giờ tâm trạng của cô đã đỡ hơn chưa? Đa tạ huynh nha, Dương đại ca. Đừng nói vậy mà. Thật ra tôi chỉ tiện tay biến ra thôi. Tiểu Điệp. Hả? Ừ? Sư phụ đang kêu muội về. Dương đại ca, muội phải trở về rồi. Ồ. Muội đi nha. Ừ. Dương đại ca, đa tạ huynh đã tặng cây trâm này cho muội. Muội sẽ trân trọng giữ gìn nó. Ừ. Muội đi nha. Tôi chết. Mới hôm nay luyện công cùng Tiểu Điệp, quên đi thỉnh an sư phụ rồi. Mình nên tranh thủ trở về, nếu không thì sư phụ sẽ trách tội. Thật không ngờ là Dương tiễn ngươi còn có duyên kỳ ngộ như vậy. Đúng vậy, tôi cũng thấy rất mừng cho chủ nhân. Trước đây mỗi lần người trầm tư dưới trăng, tôi cứ tưởng là đang luyện công, không ngờ là người đang nhớ cô nương ấy. Hậu Tiên Khuyển, ngươi thì hiểu gì chứ, thiệt tình. Đúng là hiếm có Tiểu Điệp cô nương cũng si tình với Dương tướng quân như vậy. Tôi nghĩ có phải chúng ta cũng nên tìm cách tác hợp nhân duyên này cho họ hay không? Nhưng mà bây giờ Tiểu Điệp cô nương đó đang ở tình thế đối địch với phe ta. Tuy nói là cổ là người hiểu đại nghĩa, nhưng mà ta nghĩ nên để Dương tiễn khuyên cổ về đây. Thưa tướng, tại sao phải vậy? Con người cô ấy đơn thuần như vậy, e là tiếp tục ở đó không phải là chuyện tốt gì. Huống hồ chi... Thưa tướng, huống hồ chuyện gì? Huống chi giữa hai người còn kẹp Bạch Tuyết Nhạn ở giữa nữa. Tuyết Nhạn? Đúng rồi chủ nhân, Bạch cô nương đó cũng thích người. Làm sao đây? Tôi lại cảm thấy chuyện này giống dĩ rất đơn giản. Dương tướng quân, từ trước tới nay huynh đều không nói là huynh thích Bạch cô nương mà. Ừ, đúng vậy. Nên mới nói huynh cứ đi đón Tiểu Điệp cô nương về đây. Tôi tin là Bạch Tuyết Nhạn cô nương tự nhiên sẽ biết khó mà rút lui. Chỉ mong là như vậy. Ừ.
kim quang trận. Đúng vậy, phía sau hàng băng trận đó có một kim quang trận. Tôi độn thổ qua đó quan sát, phát hiện trận này sát khí rất nặng, cho nên... Thưa tướng, đó là... Kim quang trận này có lẽ là do Bạch cô nương bày ra. Vì trong tay cổ có kim quang bảo kính, cổ có thể bày được kim quang trận này, không có gì là lạ. Thưa tướng, vậy chúng ta có cần đi phá trận không? Thưa tướng, tôi nghĩ Bạch Tuyết Nhạn đó chắc chắn muốn nhầm vào tôi. Hay là để Dương Tiễn tôi đi trước nghênh chiến? Dương tướng quân, tôi cảm thấy huynh đi không thích hợp lắm. Lấy như Bạch Tuyết Nhạn đó vì yêu sinh hận, vậy chẳng phải huynh... Không, ta lại cảm thấy Dương Tiễn đi trước là rất thích hợp. Thưa tướng, tại sao? Bởi vì Bạch Tuyết Nhạn vốn thích Dương Tiễn, cho dù không phá được trận này, cậu ấy cũng bình an vô sự. Nếu đã như vậy, tôi và chủ nhân cùng đi phá trận được rồi. Không cần đâu, một mình Dương Tiễn đi trước là đủ rồi. Thưa tướng, tôi hiểu tâm ý của ngài, xin yên tâm. À, Dương Tiễn, sở dĩ ta giao hạnh hoàng kỳ cho ngươi sử dụng vì lo lắng quyền thiết ngàn năm của cổ sẽ hút lấy binh khí của ngươi. Nhớ kỹ, hôm nay đừng thi triển quá nhiều phép thuật ngươi biết. Chỉ cần tìm được đường sống và cả tử quyệt ở trong trận đó rồi mau trở về. Dạ. Kim quang trận. Hạo Thiên Quyển, ở ngoài đợi ta. Hả? Chủ nhân, tôi không cùng người vào đó à? Không cần. Ta tin là Bạch Tuyết Nhạn đó sẽ không làm gì hại ta đâu. Ngược lại, nếu ngươi theo ta vào trong, ta sợ kim quang trận này quá lợi hại, lúc đó lại không cứu được ngươi. Cho nên ngươi ở ngoài đợi ta được rồi. Được rồi, vậy tôi ở ngoài này đợi ngươi. Ừ. Hê, chủ nhân. Hạo Thiên Quyển. Hả? Ngươi mãi mãi là bằng hữu trung thành nhất. Ừ. Đợi ta, nếu có chuyện gì ta sẽ báo ngươi. Bạch cô nương, chủ nhân tôi vào đó rồi, cô đừng làm tổn thương người. Tuyết Nhạn, Tuyết Nhạn à, Tuyết Nhạn, tôi biết cô ở đây, cô ra đi. Tuyết Nhạn. Dương Tiễn, tại sao huynh lại dối gạt tôi? Tuyết Nhạn, tôi không hề dối gạt cô. Huynh còn nói không dối gạt tôi. Tôi... Nếu huynh đã vào kim quang trận của tôi, tôi sẽ nói cho huynh biết chuyện xảy ra hôm đó. Tôi muốn huynh giải thích rõ với tôi. Thưa tướng, biết là Bạch cô nương cô ta thích người nên mới đặc biệt cử người đi dụ cô ta phá phong hống trận, sau đó lừa Bạch cô nương nói là sẽ không làm hại Đổng Toàn, cuối cùng để nhị công tử ra tay giết hắn ta. Người thấy đúng không? Đúng vậy, đây chính là chỗ hơn người của thừa tướng đó. Chỉ tại Bạch Tuyết Nhạn cô ta quá khờ khạo thôi. Sao nói vậy? Từ đầu chí cuối ta chỉ đang dụ dỗ cô ta. Ai biểu cô ta tự mình không phát giác ra. Chủ nhân, người đúng là diễn tuồng quá hay. Ừ. Bạch cô nương đó bị người chơi hết vố này tới vố khác. Tuyết Nhạn, tôi vốn dĩ không hề nói những lời đó. Quý đừng xảo biện nữa, tôi đã nghe thấy tất cả. Cho dù các người đã giết Đổng Toàn, tôi cũng không có gì để nói. Nhưng mà huynh... Tuyết Nhạn, nghe tôi nói đi. Cho dù tôi có thể phá được kim quang trận này hay không, nhưng tôi không muốn hiểu lầm này phá hoại tình bằng hữu giữa hai chúng ta. À, Tuyết Nhạn, tôi dám thề với trời, tôi tuyệt đối không nói những lời đó đâu. Chưa bao giờ làm ra những chuyện gì có lỗi với cô. Quynh nói có thật không? Quynh thật là quan tâm suy nghĩ của tôi. Đúng, tôi quan tâm. Hôm đó tôi không biết cô biết phép thuật nên cứu cô, sau đó thì lại lượm được bảo kính của cô rồi trả lại cho cô. Tôi cảm thấy những chuyện này đều là số phận đã định, chúng ta nên trở thành bằng hữu. Ừ. Hôm đó quả thật là tôi đã bị gió phong hóng trận thổi qua bên đó, chứ không phải cố ý sắp đặt đâu. Nếu như là do tôi cố ý sắp đặt chuyện này thì mấy tên thổ phỉ lẽ nào cũng là tôi sắp đặt sao? Tuyết Nhạn, xin cô đó, Dương Tiễn tôi quả thật không phải loại người đó đâu. Được, tôi tin tưởng huynh. À, chỉ có điều tôi là người của Triệt giáo, hơn nữa đã hứa với Công Minh bài kim quang trận giúp huynh ấy,
Dương Tiễn, tôi thật sự không muốn chúng ta lại tàn hại lẫn nhau. Tôi hy vọng huynh có thể quy thuận Triều Ca. Không, Tuyết Nhạn, chuyện này không thể. Tôi phụng lệnh của sư tôn tới đây hỗ trợ Khương Thừa Tướng. Hơn nữa, Cơ Hầu gia cũng là người hiền đức thương dân. Bây giờ trụ dân vô đạo, dân số của nhà Thương đã tận, Tây Kỳ chúng tôi thay thế là điều tất nhiên. Tôi làm như vậy là thuận theo ý trời. Tuyết Nhạn, cô không nên làm trái ý trời. Vậy cô là người thông minh, Thông Thiên giáo chủ biết rõ thiên cơ, người đã ngăn cấm môn hạ không nên can dự vào trận chiến này. Cho nên Tuyết Nhạn, chỉ bằng cô trở về tu luyện, với thông minh tài trí của cô nhất định có thể tu được cảnh giới cao nhất. Hạ tất phải vì Triều Ca, Tây Kỳ hạ chúng ta là bằng hữu, phải chịu mũi giáo vào nhau. Dương Tiễn, tôi biết ý tốt của huynh, tôi cũng biết huynh muốn tốt cho tôi. Hay là vậy đi, huynh cùng với tôi về núi, chúng ta cùng nhau tu luyện, chúng ta có thể là một đôi thần tiên trời sinh. Hả? Sao hả? Huynh đang từ chối tôi sao? Tuyết Nhạn, nghe tôi nói đi. Tôi đã gặp được, tôi đã gặp lại cô nương mà tôi yêu rồi. Cái gì? Huynh đã gặp lại cô từ lúc nào? Đúng vậy Tuyết Nhạn, tôi không thể gạt cô. Tôi đã gặp lại cô nương mà tôi yêu bấy lâu nay. Cho nên cả đời này chúng ta chỉ có thể là bằng hữu. Không thể nào, cô đang gạt tôi. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp vậy chứ. Tuyết Nhạn, tại sao tôi phải gạt cô làm gì? Quỳnh muốn tôi thu hồi Kim Quang Trận, Quỳnh sợ Tây Kỳ sẽ bại trận. Tuyết Nhạn, cô tỉnh táo lại đi. Tuyết Nhạn, tôi không cần biết Kim Quang Trận của cô lợi hại ra sao. Cô đừng quên, Tây Kỳ chúng tôi có rất nhiều nhân tài dị sĩ, đừng nói Khương Thừa Tướng pháp thuật cao cường, chỉ Dương Tiễn tôi cũng vốn không sợ Kim Quang Trận rồi. Thật là giỏi cho Dương Tiễn huynh. Bạch Tuyết Nhạn này đã nói hết lời rồi, huynh vẫn ngang ngược muốn phá Kim Quang Trận của tôi. Đây là chuyện tôi căm hận nhất. Tôi vậy, tôi sẽ cho huynh nếm thử sự lợi hại của Kim Quang Trận. Tuyết Nhạn, dừng tay. Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo đó. Đúng là ngông cuồng. Có bản lĩnh, huynh cứ phá Kim Quang Trận của tôi. Ngân Tiên Bảo Kích. Quả nhiên không tệ, mình phải mau chóng gọi tiểu điệp tới giúp sức. Tiểu điệp, mau vào trong trận của tỷ, tỷ cần muội giúp đỡ. Là Nhạn tỷ. Tới đúng lúc lắm, mau dùng hàng băng trận của muội giam huynh ấy. Tỷ sợ Kim Quang Trận sức sát thương quá mạnh, e là sẽ tổn thương huynh ấy. Được, xem muội đây. Tiểu Điệp. Dương đại ca, sao lại là huynh? Dương đại ca, huynh ra trước đi. Huynh nghe lời, ra trước đi. Huynh.
muội vào cho. Ừ. Tiểu Điệp. Dương đại ca, muội sẽ đẩy lệch mặt bảo kính, huynh thoát ra từ khẽ đó nha. Vậy. Nghe lời muội, chạy trước. Tiểu Điệp, tỷ tỷ. Tiểu Điệp, thật ra là có chuyện gì? Tỷ tỷ, lúc nãy muội muốn dốc sức giúp tỷ bắt hắn rồi, là muội nhất thời sơ ý. Muội không cẩn thận đã đánh lệch, còn làm cho bảo kính của tỷ mở ra một kẻ hở. Thì ra là như vậy. Tỷ tỷ, muội thiệt tình. Tiểu Điệp, không sao đâu. Tỷ biết là muội thật lòng muốn chấp nhận tỷ, có phải không? Chỉ là đánh lệch thôi. Hơn nữa, tỷ cũng không có ý muốn ép Dương Tiễn vào đường chết. Tỷ tỷ, Dương Tiễn đó chính là... Dương Tiễn đó chính là người mà tỷ đã nói với muội, người đàn ông mà tỷ yêu. Hả? Cho nên tỷ mới muốn nhờ muội giúp tỷ bắt Quỳnh ấy. Tỷ còn rất nhiều lời chưa nói rõ với Quỳnh ấy. Tiểu Điệp, nếu tới lúc cần thiết, muội phải giúp tỷ ép buộc Quỳnh ấy. Vậy nhưng mà muội... Tiểu Điệp, lúc nãy Dương Tiễn có nói, nói Quỳnh ấy vừa gặp cô nương mà Quỳnh ấy yêu. Nghe chuyện này rồi, tỷ thật sự rất đau lòng, rất khổ sở. Bây giờ tỷ chỉ hận không thể lập tức tìm ra người phụ nữ đó. Tuy lần này Quỳnh ấy đi rồi, nhưng mà tỷ tin tỷ nhất định sẽ tìm được Quỳnh ấy. Tỷ nhất định khiến Quỳnh ấy tiếp nhận tỷ. Họ về rồi kìa. Thưa tướng, vị công tử, Lý tướng quân. Thưa tướng, quả nhiên tiên đoán như thần, Bạch Tuyết Nhạn cô nương quả thật không làm hại Dương tướng quân. Thưa tướng, Kim Quang Trận quả nhiên lợi hại, nếu không cẩn thận bị giam vào trong đó, đúng là rất khó thoát thân. Kim Quang Trận đó đáng sợ như vậy à? Đúng vậy, nhưng mà chủ nhân không cho tôi vào trong. Có điều tôi ở ngoài trận đã cảm nhận được chớp điện bên trong. Vậy là Bạch cô nương không hề muốn tổn thương ngươi. Tôi có thể cảm nhận được cậu đã không dùng hết toàn lực, chỉ có ý muốn dùng trận pháp để bắt giam tôi. Ủa? Nếu cậu muốn giam huynh lại, vậy huynh làm sao thoát ra được? Là nhờ của Tiểu Điệp. Huynh nói là Tiểu Điệp cô nương à? Quả thật không thể ngờ là hai người đó là tỷ muội. Hả? Sao lại như vậy? Lúc vào trong Kim Quang Trận, Tuyết Nhạn thấy không thể giam tôi được, cho nên đã gọi Tiểu Điệp tới giúp đỡ, muốn dùng Hàn Băng Trận để giam tôi. Về sau nhờ Tiểu Điệp vào Kim Quang Trận để lệch mặt kính, mới giúp tôi thoát ra từ kẻ hở. Nói như vậy, họ vừa là đồng môn, vừa là tỷ muội rồi. Đúng vậy. Đúng là không tới thì không thấy ai đâu, lúc tới rồi cả hai cùng tới. Lần này á, chủ nhân của tôi phải đau đầu rồi. Dương lão đệ, người cứ nói rõ ràng với Bạch Tuyết Nhạn, người yêu là Tiểu Điệp, từ chối cổ là được rồi. Lý tướng quân, thật ra lúc ở trong trận, tôi đã nói rõ ràng với Tuyết Nhạn, nhưng mà cổ không nghe. Ây chà, vậy thì rắc rối to rồi. Thưa tướng, ngài nói phải làm sao đây? Dương Tiễn, nếu như chuyện này có thể giải quyết ổn thỏa thì mọi chuyện sẽ rất thuận lợi. Nhưng mà nếu như giải quyết không thỏa đáng, như vậy sẽ tổn thương tới tình cảm giữa tỷ muội họ, thậm chí là sẽ rước họa vào thân. Chiến sự ra sao rồi? Là ta quá sơ ý, để Dương Tiễn chạy thoát. Sao lại như vậy? Bạch cô nương, chắc không phải cô chưa với tình xưa với Dương Tiễn, cố ý thả Dương Tiễn đi chứ? Chuyện vốn không phải như vậy đâu, thân công báo người nghe cho rõ đây. Là tại vì lúc ta giúp Nhạn tỷ,
lỡ tay đẩy một mặt bảo kính của Nhạn tỷ, mới để cho Dương Tiễn chạy thoát. Cho nên chuyện này không thể trách Nhạn tỷ. Các người muốn trách thì cứ trách ta là được rồi. Tiểu Điệp, thật ra... Thật ra gì chứ? Thật ra hai tỷ muội các người nhìn là biết vô dụng như nhau, chưa ra đánh trận đã yêu kẻ địch trước rồi. Ta nghĩ hai trận này chắc chắn bày cho có thôi. Thái sư à, nếu như ngài muốn tìm người giúp chúng ta, ít ra cũng phải tìm người có năng lực như Triệu Công Minh kia kìa. Như hai tỷ muội nhà này chẳng những không giúp được chúng ta, còn làm vướng tay vướng chân thêm. Hai người các ngươi có đủ gan ra tỉ thí không? Được thôi. Ra thì ra, ai sợ ai chứ. Ê, quốc sư à. Hả? Tinh khí của Tuyết Nhãn ra sao ta rất rõ. Lúc nãy tuy ngươi chỉ nói đùa thôi, nhưng cổ lại nghĩ là thật. Cộng thêm hai nương nương lúc nãy buông lời cười nhạo, khó trách tỉ mũi Tuyết Nhãn và Tiểu Điệp nổi giận. Thái sư yên tâm, chuyện của họ cứ giao cho tôi giải quyết. Ừ, được. Cáo từ. Ừ. Quan đường, trước đây ta không chú ý Tuyết Nhạn đã yêu Dương Tiễn đó. Hay, phụ nữ đúng là phiền phức. Muội vẫn còn nhớ cách thức liên lạc của chúng ta sao? Tiểu Điệp, tại sao cứ gặp nhau là phải ra tay với huynh? Tại sao vậy? Muội hỏi huynh, trước đây huynh tại sao đi mà không từ biệt? Tiểu Điệp, lúc đó Tây Kỳ đang lâm vào đại kiếp nạn, sư phụ huynh phái huynh xuống núi, cho nên huynh không kịp tới từ biệt muội thôi. Huynh không kịp tới để từ biệt muội. Huynh có biết là muội đã tìm huynh vất vả sao không? Muội chạy khắp núi đồi kêu tên huynh, kêu huynh đều không nghe ai trả lời hết. Huynh có biết là muội lo lắng lắm không? Ta xin lỗi. Còn nữa, nếu như đã giải nguy cho Tây Kỳ rồi, tại sao huynh không về nói với muội một tiếng? Huynh có biết là muội ở đó cứ khờ khạo đợi huynh suốt một tháng trời. Cái gì? Muội đợi huynh một tháng sao? Tiểu Điệp, thời điểm đó Tây Kỳ và Triều Ca liên tục giao chiến, huynh vốn không thể rời đi. Sau này Hạo Thiên Quyển bị trúng liệt quả của địa liệt trận, bị thương rất nghiêm trọng. Huynh phải vội vàng đưa hắn tới chỗ sư phụ huynh. Một là muốn nhờ sư phụ huynh cứu mạng Hạo Thiên Quyển, hai là huynh cũng muốn trở về để gặp lại muội. Thật sao? Chỉ là huynh không thể nào ngờ được trên đường lại gặp chuyện không thể về núi. Sau đó nó đã giúp huynh phát hiện ra thân thế thật sự của mình. Huynh đã phát hiện thân thế của mình? Ý của huynh là huynh còn có người thân? Tiểu Điệp, huynh còn có mẹ, còn có một ca ca và tiểu muội nữa. Người nhà của huynh, mấy người họ đều gọi huynh là Nhị Lan. Nhị Lan? Ừ. Nhị Lan Dương Tiễn. Ừ. Nghe thấy huynh có người nhà, muội thật sự thấy mừng cho huynh. Không giống muội, từ nhỏ đã là cô nhi. Cũng may muội được giáo chủ giữ lại trên núi. Đừng nói là huynh đệ tỷ muội gì, ngay cả cha mẹ của mình mặt mũi ra sao muội cũng không hề biết. Tiểu Điệp à, muội đừng buồn nữa. Sau này người nhà của huynh chính là người nhà của muội. Sao nữa đây? Muội hỏi huynh, huynh với Bạch Tuyết Nhạn có quan hệ gì? Huynh
Huynh, Nhạn tỷ đã kể rất nhiều với muội. Tỷ ấy nói đã yêu thương một nam tử ra sao, người đó chính là huynh. Tiểu điệp, bà muội nghe huynh nói nè, huynh không cần biết người Tuyết Nhạn yêu là ai, nhưng mà trước nay huynh chưa từng yêu cổ. Tiểu điệp, tỷ nói thật cho muội biết, thực ra là tỷ yêu huynh ấy, nhưng mà người huynh ấy yêu lại là người khác, không phải tỷ. Nhạn tỷ, Dương Tiễn chính là... Dương Tiễn chính là người tỷ đã nói với muội, người đàn ông mà tỷ yêu. Hả? Lúc nãy Dương Tiễn nói với tỷ, nói quỳnh ấy chưa gặp lại cô nương mà quỳnh ấy yêu thương. Quả nhiên là huynh không có gạt muội. Tiểu điệp, từ lúc biết muội tới bây giờ, trước nay huynh chưa từng gạt muội. Hơn nữa, huynh đã quen biết muội trước, huynh yêu muội trước. Huynh và Bạch Tuyết Nhạn quả thật không có quan hệ gì hết. Muội biết rồi, lúc ở trong trận đó, tỷ tỷ đã nói rất rõ ràng với muội rồi. Tiểu điệp à, theo huynh về Tây Kỳ đi. Theo huynh tới Tây Kỳ? Hôm nay huynh tới chính là vì chuyện này. Bây giờ Triều Ca và Tây Kỳ liên tục giao chiến, muội không nên giúp Triều Ca nữa. Như vậy làm sao mà được? Nếu như muội theo huynh tới Tây Kỳ, huynh kêu muội làm sao mà đối diện với các sư huynh và sư tỷ ở Triệt Giáo? Tiểu điệp, chuyện với họ chắc chắn có cách giải quyết mà. Huynh nhớ là Khương thừa tướng từng nói, nếu Xiển Giáo bên huynh, Triệt Giáo bên muội, thật sự sẽ ra xung đột lớn, không thể nào hóa giải được. Thúc ấy sẽ tìm sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ sư phụ muội để cùng bàn bạc giải quyết mâu thuẫn giữa đôi bên. Được, muội đồng ý theo huynh tới Tây Kỳ. Nhưng mà trước khi tới Tây Kỳ, huynh phải làm một việc trước đã. Được rồi, là chuyện gì muội nói đi. Muội muốn huynh đi tìm Nhạn tỷ, nói rõ ràng quan hệ giữa hai người. Tiểu điệp à, chuyện này có cần thiết không đây? Huynh biết không, Nhạn tỷ cũng là cô nhi, từ nhỏ hai tỷ muội cùng được giáo chủ giữ lại trên núi, cho nên cả hai nương tựa sống với nhau tới bây giờ. Nhạn tỷ tỷ luôn lo lắng yêu thương muội, quan tâm muội, dạy dỗ muội, ngay cả hàng băng chưởng và hàng băng trận đều là nhờ tỷ ấy giúp cho muội luyện thành. Huynh có người nhà, còn muội chỉ có một mình tỷ ấy, cho nên dù là trong hoàn cảnh nào, muội cũng không muốn xảy ra xung đột với tỷ ấy. Được rồi tiểu điệp, muội yên tâm, huynh hứa với muội, huynh sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng mọi chuyện với Bạch Tuyết Nhạn. Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện buồn phiền nữa. Chúng ta khó khăn lắm mới gặp nhau, nên cùng hưởng thụ cảnh đêm bình yên này đi. Nhưng mà không được đâu, muội phải trở về rồi. Huynh, nhưng mà muội đi nha. Tiểu điệp à, muội phải trở về thật rồi, trời cũng đã sắp sáng. Tiểu điệp à, muội đi nha. Muội đi nha. Buông ra đi mà. Thank you.
Ta cứ tưởng Bạch Tuyết Nhạn và Dương Tiễn ở bên nhau, không ngờ là Dương Tiễn đó lại quyến rũ được Mộ Tiểu Điệp. Cho nên Mộ Tiểu Điệp Tí ngồi đi. Có chuyện gì mà phải tỏ ra thần bí vậy chứ? Muội Tiểu Điệp, có phải muội đang có tâm sự gì không? Có tâm sự gì cứ nói với tỷ. Chúng ta là tỷ muội, đâu phải là chuyện một ngày hai ngày. Nói tỷ biết đi, tỷ tỷ sẽ dốc hết sức giúp muội mà. Tỷ tỷ, tỷ tốt với muội quá. Thật ra muội muốn nói là nếu như muội làm chuyện có lỗi với tỷ, tỷ có giận muội không? Có tha thứ cho muội không? Tại sao lại hỏi như vậy chứ? Chỉ nói là nếu như thôi, muội đang thí dụ thôi. Tiểu Điệp, cho dù muội có ví dụ thật không, nếu quả thật có ngày muội làm chuyện có lỗi với tỷ, tỷ sẽ không giận muội, tỷ sẽ không ghi hận đâu. Thật chứ? Tỷ không gạt muội. Thật mà. Nhà đầu này thực ra có chịu nói không? Tỷ tỷ, thật ra muội, muội nói với tỷ là muội. Quốc sư nương nương giáo đâu? Bạch cô nương, Tiểu Điệp, hai người đang nói chuyện gì vậy? Công báo tới rồi. Mời ngồi. Tỷ tỷ, muội có việc, muội ra ngoài trước. Tiểu Điệp, muội còn chưa. Đúng là giỏi làm cao. Nếu ta ở triều ca, ta đã hạ lệnh giết chết cô ta rồi. Cô. Được rồi, được rồi. Cả hai người bớt nói vài câu đi. Nghe tin Bạch cô nương là người thấu tình đạt lý, chúng ta đừng so đo với tiểu muội cổ nữa. Đúng vậy. Nói sao đi nữa, chúng tôi cũng tới để giúp các người. Nếu các người không chọc giận nó đối với các người có vậy không? Có lẽ thái độ nói chuyện của ta và Ngọc Khánh có đôi phần không đúng, nhưng mà tiểu muội này của cô cũng không phải hạng vừa đâu. Cô hay không biết là cô ta có chuyện gì không thể nói cho người khác biết, cho nên mới tới đây dò ý cô trước, kêu cô đừng có nổi giận đó. Cô nói gì vậy? Không được sỉ nhục Tiểu Điệp như vậy. Ê, Bạch cô nương, cô nói sai rồi. Chúng tôi không hề sỉ nhục Tiểu Điệp. Chỉ là lần này chúng tôi tới là muốn nói với Bạch cô nương một chuyện, mong là Bạch cô nương đừng nổi giận. Là chuyện gì? Đây không phải là trăm cài tóc của Tiểu Điệp sao? Không sai. Sao lại ở chỗ ngươi? Trăm cài tóc này là tối hôm qua, lúc cô ta cùng với một người đàn ông đang nói chuyện lời yêu thương, sơ ý đánh rơi đó mà. Cô nói bậy gì vậy? Ta không có nói bậy. Cô hỏi công báo đi. Tối hôm qua huynh ấy đã nhìn thấy rất rõ ràng. Công báo, thực ra có chuyện gì? Tối hôm qua tôi không ngủ được nên ra ngoài đi dạo, không ngờ là ở bên kia bìa rừng nhìn thấy một nam một nữ đang hẹn hò tâm tình. Hẹn hò tâm tình? Là Tiểu Điệp sao? Trọng tâm của chúng ta không phải muốn nói Mộ Tiểu Điệp đó, mà là muốn nói người đàn ông kia. Người đàn ông đó là ai vậy chứ? Bạch cô nương, cô đừng đoán nữa, ta biết chắc chắn cô không đoán được. Chính là tên Dương Tiễn đó. Dương Tiễn? Dương Tiễn và Tiểu Điệp, chuyện này không thể nào. Chúng tôi cũng không thể ngờ, nhưng mà sự thật đúng là như vậy đó. Công báo, thực ra người đã nhìn thấy tình hình ra sao? Ta muốn người nói cho ta biết rõ ràng chuyện này. Cô thấy đó, sự thật chính là như vậy. Đúng là quá đáng lắm. Đúng là quá đáng lắm. Ta phải tìm Tiểu Điệp nói cho rõ ràng. Nè, đừng có nóng giận dội. Cô động não trước đi, nghĩ cho kỹ đã. Chẳng phải hôm qua cô nói
Vốn dĩ Dương Tiễn đã bị giam trong kim quang trận của cô rồi sao? Vậy tại sao Mộ Tiểu Điệp lại đánh cho kim quang bảo kính của cô bị lệch đi để Dương Tiễn trốn ra ngoài được? Ta nghĩ cô ta không phải lỡ tay mà là cố ý đó. Cô ta cố ý thả người trong mộng đó. Cũng có nghĩa là lúc hai người trong trận giao chiến với Dương Tiễn đó, trong lúc cô còn không hay biết, họ đã liếc mắt đưa tình, diễn một tuồng hay ở trước mặt của cô. Nói thật, thủ đoạn của tiểu muội này không tầm thường chút nào. Phải đó Bạch cô nương, cho nên chúng tôi vừa biết chuyện này lập tức qua đây cho cô biết, chính vì muốn tránh cho cô rơi vào bẫy của hai người đó. Được, ta hiểu rồi. Chuyện này ta sẽ giải quyết với họ. Sao hả? Quỳnh xấu thiệt đó. Chỉ một chuyện đơn giản như vậy đã khiến hai tỷ muội họ trở mặt thành thù rồi. Muội cảm thấy đây cũng là chỗ hơn người của con báo. Bây giờ đáng ghét nhất là Mộ Tiểu Điệp. Nếu chúng ta đã biết cô ta thích tên Dương Tiễn, vậy phải trừ bỏ cô ta. Nếu không thì ở chỗ chúng ta chỉ vướng tay vướng chân. Không sai, Quỳnh muốn khiến Bạch Tuyết Nhạn giết chết Mộ Tiểu Điệp. Chỉ cần Mộ Tiểu Điệp chết rồi sẽ khiến Dương Tiễn bất mãn. Tới chừng đó Bạch Tuyết Nhạn và Dương Tiễn đó sẽ càng không thể ở bên nhau. Và như vậy thì Bạch Tuyết Nhạn kia sẽ từ bỏ Dương Tiễn, cam tâm tình nguyện giúp đỡ cho chúng ta. Công báo, chuyện lần này Quỳnh giải quyết rất là tốt. Vậy tiếp theo đây chúng ta nên làm sao? Tiếp theo đây chúng ta nên tới Động La Phù. Triệu Công Minh nên xuống núi rồi. Ha 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 ha